Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Tỉnh ủy Lào Cai làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương về các vấn đề lý luận thực tiễn trong triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp và tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương. Sau vụ sạt lở đất gây hậu quả nghiêm trọng khiến 3 người thiệt mạng tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, các phóng viên thời sự đã ghi nhận về mối hiểm nguy đang rình rập hàng chục gia đình khác, đề nghị thành phố Lào Cai cần sớm có giải pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ. Môi trường và phương pháp, những yếu tố quyết định tới việc nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương do đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn, vừa có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. Nội dung chính là vấn đề lý luận và thực tiễn trong phát triển kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt là kết quả sau 2 năm rưỡi thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng và một số nội dung quan trọng khác. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đánh giá của Tỉnh ủy Lào Cai thì qua 2 năm rưỡi triển khai nghị quyết đại hội 12 của Đảng và mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 15, mặc dù còn nhiều khó khăn, song với những chủ trương, quan điểm, định hướng đúng đắn, sát thực tế cùng với sự năng động sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành, sự quyết tâm phấn đấu nỗ lực của các cấp các ngành và nhân dân, nên kinh tế xã hội địa phương đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, cơ bản các chỉ tiêu kinh tế xã hội chính đều đạt và vượt tiến độ đề ra, có 5 trên 25 chỉ tiêu đã đạt trên 100% mục tiêu đại hội, 15 trên 25 chỉ tiêu đạt trên 70% và 3 trên 25 chỉ tiêu đạt trên 50%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức độ cao, trên 10% một năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng tích cực, trong từng ngành kinh tế cũng có sự chuyển dịch hợp lý về cơ cấu sản xuất. Điển hình như nông nghiệp tập trung phát triển các mô hình ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết thị trường, công nghiệp phát triển trên cơ sở tiềm năng lợi thế phát triển của tỉnh, dần hình thành một trong những trung tâm công nghiệp hóa chất lớn của cả nước, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng nhanh và ổn định qua các năm. Hoạt động xuất nhập khẩu và du lịch phát triển, môi trường đầu tư được cải thiện. Bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy, làm nên nét đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Lào Cai. Chất lượng giáo dục, y tế, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao, quốc phòng được củng cố, an ninh trật tự được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại của tỉnh tiếp tục được mở rộng, phát triển và đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Trung hòa bình, hữu nghị. Tỉnh ủy Lào Cai cũng đang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh, hiệu lực hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hoạt động của chi bộ Đảng. Việc triển khai thực hiện nghị quyết các hội nghị trung ương và chỉ thị nghị quyết của trung ương ban hành được thực hiện theo đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, vận động quần chúng, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, công tác cải cách hành chính và thi đua khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo phát huy hiệu quả cao. Tại cuộc làm việc, tỉnh Lào Cai kiến nghị Bộ Chính trị ban hành nghị quyết hoặc kết luận cho chủ trương về một số nội dung xây dựng phát triển Lào Cai trở thành trung tâm của vùng và là tỉnh phát triển của cả nước. Đề nghị Bộ Chính trị cho chủ trương xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ nâng cấp, mở rộng đô thị Sapa, có chủ trương phát triển khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai thành khu kinh tế cửa khẩu quốc tế quan trọng trong giai đoạn hội nhập toàn diện của Việt Nam. Để cho cái khai thác được tiềm năng lợi thế, năng động sáng tạo, tôi đề nghị tăng cường phân cấp, và đặc biệt là phân cấp cho địa phương. Các bộ ngành phân cấp nhiều hơn nữa cho địa phương. Hiện nay là còn rất nhiều những cái thứ địa phương làm được nhưng mà phụ thuộc vào trung ương. Ví dụ như về đất rừng, chỉ thị 13 của Ban Bí thư, đụng vào đất rừng tự nhiên, dù rằng nó chẳng có tí rừng nào cả nhưng vì cái khoanh nó là rừng tự nhiên rồi, 1 mét vuông là phải báo cáo với Thủ tướng. Có thể báo cáo với Thủ tướng, báo cáo chỉ là 6 loại hồ sơ. Tôi phải hỏi là nó cái gì mà lâu thế, 6 loại hồ sơ. Xong lại mang lên các đơn vị của Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Lâm nghiệp xem xét lại trình với Bộ trưởng rồi các thứ, báo cáo với các đồng chí là rất gay go. Thế và trên cơ sở phân cấp đó thì tiếp tục làm thế nào đó là trách nhiệm người đứng đầu, nó thật rõ, bí thư thế nào, chủ tịch thế nào, tất nhiên là lãnh đạo tập thể rồi cá nhân phụ trách, nhưng mà có nhiều cái là chưa rõ.
Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, kế hoạch làm việc với đoàn công tác Trung ương của tỉnh Lào Cai, khẳng định những thông tin kinh nghiệm của Lào Cai trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là rất quý. Hội đồng Lý luận sẽ ghi nhận toàn bộ những nội dung này để nghiên cứu, từ đó có thêm những vấn đề lý luận thực tiễn trong triển khai các công việc được Bộ Chính trị giao cho Hội đồng. Đồng chí Tạ Ngọc Tấn cũng mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy Lào Cai vừa có cuộc làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam về tình hình triển khai các dự án đầu tư của tập đoàn trên địa bàn. Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành liên quan. Về phía Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam có ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn, ông Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc tập đoàn và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, thì hiện nay tập đoàn đang có 3 công ty con tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Bình quân 5 năm gần đây, doanh thu hàng năm của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam tại Lào Cai đạt trên 3.600 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách địa phương khoảng 380 tỷ đồng mỗi năm, đảm bảo ổn định đời sống việc làm cho trên 2.000 lao động với thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng trên người trên tháng. Các đơn vị đều nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến hoạt động khai thác chế biến khoáng sản, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường, tham gia đóng góp tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong công tác đầu tư, các công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đang triển khai 5 dự án trọng điểm tại Lào Cai với tổng mức đầu tư trên 8.600 tỷ đồng, gồm dự án khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ tuyển đồng Xin Quyền Bát Sát, dự án mở rộng nâng công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai, dự án khai thác mỏ đồng Vi Kẽm Bát Sát, dự án đầu tư khai thác mỏ đồng Tả Phời và dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy tuyển đồng Tả Phời. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Tập đoàn Than khoáng sản trong thời gian qua, đóng góp vào việc cùng với địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị tập đoàn cần dành thời gian nguồn lực xây dựng chiến lược phát triển đồng Lào Cai ít nhất đến năm 2030. Từ việc xây dựng chiến lược như vậy, sẽ tính toán được nhu cầu khai thác sử dụng đất cho phù hợp, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật. Tiếp tục nâng cấp, đổi mới công nghệ sản xuất đối với những nhà máy đang hoạt động và chú ý tới vấn đề này đối với những dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư. Làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình sản xuất, tận thu tối đa nguồn khoáng sản, nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thương phẩm, tỉnh Lào Cai cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam trong thực hiện đầu tư các dự án tại địa phương. Nội dung chi tiết hơn về cuộc làm việc này sẽ được chúng tôi thông tin cụ thể trong chương trình thời sự sau. Sáng ngày 17 tháng 4 tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến các nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Tham dự hội nghị có đại diện các bộ ngành trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, ban nội chính, các cơ quan tư pháp thuộc các tỉnh, thành trong cả nước. Tại điểm cầu Lào Cai, đồng chí Hoàng Thế Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy cùng đại diện các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan trong khối nội chính đã tham dự hội nghị. Bộ luật hình sự năm 2015 và Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 có sửa đổi, bổ sung năm 2017 là hai bộ luật lớn trong hệ thống pháp luật, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc phổ biến các nội dung cơ bản của hai bộ luật trên là cần thiết, giúp cho các đảng bộ và hệ thống cơ quan bảo vệ pháp luật, đội ngũ cán bộ trong khối nội chính nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, hiểu sâu về kiến thức pháp luật, từ đó làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, đồng thời giúp cho cấp ủy trong việc chỉ đạo, định hướng chỉ đạo, xử lý các vụ án tham nhũng cũng như công tác kiểm tra, giám sát đối với cơ quan tổ chức liên quan. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã trình bày nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 với các nhóm vấn đề chính gồm: sự cần thiết phải ban hành luật và lý do sửa đổi, các quan điểm chỉ đạo xây dựng bộ luật, bố cục phạm vi sửa đổi và những điểm mới cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015. Đối với Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, tại hội nghị đã làm rõ những vấn đề chung, một số nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Viện Kiểm sát. Tại hội nghị cũng đã phổ biến nghị quyết số 41 năm 2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo dự thảo số 12 năm 2017 và về hiệu quả thi hành của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.
Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự số 99, Luật Thi hành Tạm giữ Tạm giam số 49 của Quốc hội và Nghị quyết số 110 năm 2015 về việc thi hành Bộ luật Tố tụng Hình sự. Sáng ngày 17 tháng 4, tại huyện Simacai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức lễ phát động Tháng Hành động An toàn Thực phẩm năm 2018. Đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, dự và phát biểu tại lễ phát động. Tháng Hành động An toàn Thực phẩm năm 2018 có chủ đề Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý của chính quyền các cấp, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhập khẩu, lưu thông rượu và thực phẩm tươi sống. Mục đích cuối cùng là để mọi người dân đều được sử dụng thực phẩm an toàn, đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thực tế cho thấy, trong những năm qua, tình trạng vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm còn khá phổ biến. Bằng chứng là trong năm 2017, các lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý hàng chục vụ vi phạm. Một lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn vẫn lưu thông trên thị trường. Hoạt động nhập lậu thực phẩm vẫn diễn ra trên tuyến biên giới. Việc quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn chưa gắn với thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu xuất xứ sản phẩm. Việc thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm ở cấp cơ sở chưa chủ động, xử lý chưa kiên quyết. Phát biểu tại lễ phát động Tháng Hành động Vệ sinh An toàn Thực phẩm năm 2018, đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác truyền thông để cấp ủy, chính quyền và người dân nêu cao trách nhiệm trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các sở ngành của tỉnh cần tăng cường kiểm tra, nâng cao năng lực cho cán bộ cấp huyện, cấp xã trong việc kiểm tra, thanh tra về an toàn thực phẩm. Về phía tỉnh thì chúng tôi hoàn thiện, khẩn trương đang chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện toàn bộ cái hệ thống kiểm soát cái vệ sinh an toàn thực phẩm từ cấp tỉnh. Làm sao mà nó cái sự phối hợp giữa ba ngành chủ công trong cái lĩnh vực này là y tế, nông nghiệp, phát triển nông thôn và công thương nó phải thực sự là chặt chẽ. Thứ hai là đối với lại trách nhiệm của chính quyền địa phương từ cấp huyện xuống cấp xã là giao cái trách nhiệm này cho chính quyền để cái người đứng đầu cũng như là các cán bộ mà được phân công là chịu trách nhiệm trực tiếp về cái bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tại lễ phát động, đại diện các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Simacai đã cùng ký cam kết thực hiện sản xuất an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức họp báo đầu tuần nhằm thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tuần qua. Dự cuộc họp có đại diện cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Tại buổi họp báo, ông Vương Chính Quốc, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội như những sự kiện lớn diễn ra trong tuần. Theo đó, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, đến nay đã có gần 10.000 hectare lúa xuân được cấy, hoàn thành 99,3% so với kế hoạch. Gần 2.500 hectare ngô được trồng, tiến độ trồng rừng đạt 30% so với các chỉ tiêu. Các địa phương tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới, tập trung vào làm đường giao thông nông thôn và vệ sinh môi trường. Giá trị sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu được duy trì ổn định, hoạt động tín dụng tăng trưởng khá. Về du lịch, trong tuần qua đã có thêm 103.000 lượt khách đến với Lào Cai, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 1,4 triệu lượt. Tuần qua, tình hình an ninh trật tự diễn biến khá phức tạp, với 17 vụ việc chủ yếu liên quan đến ma túy, trộm cắp và cố ý gây thương tích. Đáng chú ý là vụ việc kẻ gian đập vỡ 9 cửa kính ô tô và 2 cửa nhà dân tại thị trấn Sapa. Hiện cơ quan chức năng đã điều tra và bắt được nghi phạm. Tại cuộc họp báo đầu tuần, đại diện văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thông tin nhanh với báo chí về 2 vụ tai nạn nghiêm trọng tại Bảo Yên và thành phố Lào Cai. Đối với tình hình trật tự an toàn giao thông, trong tuần qua trên địa bàn tỉnh đã để xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết và 1 người bị thương. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai đã xảy ra 2 vụ sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ sạt lở mới đây đã khiến 3 người thiệt mạng, 1 người bị thương. Những hiểm nguy vẫn đang rình rập nhiều hộ dân khác trên địa bàn phường. Và những hình ảnh mà các phóng viên thời sự ghi lại sau đây cần được xem là lời cảnh báo và phải sớm có biện pháp khắc phục khẩn cấp. Căn nhà của gia đình ông Vũ Công Đệ ở tổ 19B phường Duyên Hải nằm ngay dưới chân ta luy dựng đứng cao tới 15 mét. Nguy cơ sạt lở đang hiện hữu từng ngày. Mỗi khi có mưa, nước kèm theo đất đá lại chảy xuống, tràn vào phía sau nhà, khiến gia đình ông thực sự lo lắng.
Chẳng hạn rồi mưa tôi ra đây tôi lấy nước các thứ tôi phải đóng cửa vào luôn. Thường xuyên là rồi mưa đến là gia đình như tôi cũng đều phải lo sợ trường hợp nó sập xuống, lở đổ vào nhà đây hoặc là toàn bộ khu dân cư đây họ đều lo sợ như tôi. Nỗi bất an lo lắng đã đeo bám người dân ở tổ 19B từ suốt gần 10 năm nay. Năm 2017, hiện tượng lở đất ta luy đã xảy ra vài lần, khiến nhiều hộ dân ở đây bị thiệt hại về kinh tế. Rất may chưa xảy ra thương vong. Người dân đã tính đến phương án hạ thấp quả đồi này xuống để giảm thiểu nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, giải pháp này không thể thực hiện được do có một hộ gia đình đang sinh sống phía trên quả đồi không đồng tình. Rất lo lắng là các mỗi khi trời mưa là còn vợ con các thứ còn không dám cho ra hàng sau nữa. Thật, đêm nó mưa rào nhiều khi đi vệ sinh còn không dám ra hàng sau nữa. Bây giờ nhiều cái tình trạng đấy giống như đường Điện Biên qua mà đang ấy nó làm ịch xuống một cái thì bao nhiêu mạng người, thế nên là chúng tôi rất là lo lắng. Ở đây thì 19 hộ dân ở đây thì sau khi mà những khi là có những hiện tượng sạt lở thì tổ dân phố chúng tôi đã báo cáo với lại ủy ban dân phường và ủy ban dân phường đã báo cáo với lại thành phố và với lại ủy ban dân tỉnh, cũng đã cử rất nhiều đoàn công tác đến đây để xem xét. Tuy nhiên rằng như thế nào coi hiện nay thì như thế nào coi là nó có những cái khó khăn hiện tại giờ đối với nhân dân ấy, thì muốn tự mình đào bớt một cái phần đất đi để như thế là coi là cho nó giảm cái lực đẩy từ trên xuống để nó đỡ sạt lở. Tuy nhiên là cái đất này lại đất của một cái hộ gia đình có vườn rừng nên họ không đồng ý. Điều đáng nói là mặc dù người dân đã nhiều lần kêu cứu lên chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng, tuy nhiên tới nay vẫn chưa có một giải pháp nào được thực hiện. Theo tìm hiểu của phóng viên thì quả đồi phía sau nhà của 16 hộ dân này thuộc dự án khu đô thị mới theo quy hoạch tổng thể của thành phố từ năm 2013. Nếu được triển khai, quả đồi này sẽ được san bằng và ngăn ngừa được nguy cơ sạt lở cho nhiều hộ dân sống ở dưới chân đồi. Vậy nhưng đã 5 năm trôi qua, dự án này vẫn chưa được triển khai. Cái chỗ khu vực tổ 19A, 19B ấy, thì nó nằm ở phía sau chân đồi là vào cái dự án khu đô thị mới tổ 31 đến tổ 34. Thì đã công bố quy hoạch năm 2013, nhưng đến nay thì vừa điều chỉnh quy hoạch năm 2017 và có quyết định điều chỉnh và phê duyệt dự án thì ngày 30 tháng 3 năm 2018 thì vừa có quyết định mới để điều chỉnh lại và phê duyệt dự án. Thế nhưng mà cái việc đấy nhân dân nằm ở dưới cái khu vực đấy là rất là có nguy cơ sạt lở, nên là đề nghị là sớm triển khai dự án cũng như là hỗ trợ cho nhân dân trong cái việc mà kè chống sạt lở, đảm bảo cuộc sống của nhân dân. Vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra vừa qua tại tổ 26B phường Duyên Hải đã cướp đi sinh mạng của 3 người và 1 người bị thương, là hồi chuông cảnh báo về hiểm họa do lở đất ở những khu dân cư trên địa bàn. Để tránh những vụ việc đau lòng tương tự xảy ra, thành phố Lào Cai cần ra soát, sớm có những phương án đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là khi mùa mưa lũ năm nay đang cận kề. Thưa quý vị và các bạn, với đời sống kinh tế ngày càng được nâng cao và nhận thức mới về tầm quan trọng của ngoại ngữ, hiện đang có không ít các bậc phụ huynh quan tâm đầu tư cho con em học ngoại ngữ. Để đáp ứng nhu cầu này, trong vài năm trở lại đây, tại Lào Cai, nhất là ở địa bàn thành phố, đang xuất hiện ngày càng nhiều những trung tâm ngoại ngữ lớn sử dụng giáo viên là người bản ngữ. Điều này rất có ý nghĩa, vừa chia sẻ gánh nặng với hệ thống giáo dục công lập, vừa đáp ứng được nhu cầu học tập của con em các dân tộc Lào Cai. Đây là buổi học demo, tức là lớp học thử dành cho các em trong độ tuổi mầm non ở trung tâm APAC English chi nhánh Lào Cai. Dù không hề có phiên dịch hay trợ giảng, nhưng với kinh nghiệm của giáo viên bản ngữ cùng không gian bài trí sinh động và thiết bị giảng dạy chuyên dụng đã giúp cho những em nhỏ mới chừng 4 đến 5 tuổi thêm tự tin, cởi mở, làm quen với một ngôn ngữ mới. Bây giờ, thời đại 4.0 thì ngoại ngữ và tin học là hai cái mà cần thiết đi theo cho các cháu. Nên là ngay từ bây giờ tôi đã đầu tư là cho con em mình đi học thêm tiếng Anh. Và cái việc ở trường mầm non của các cháu ấy cũng đã mở các lớp dạy tiếng Anh cho các cháu rồi, nhưng mà ở đấy thì cái việc mà tiếp cận thì nó còn không được nhiều như ở trung tâm. Không gian này được trang bị đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh chuẩn cho 16 học sinh. Vậy nhưng trong giờ học này, chúng ta chỉ thấy có một giáo viên và một học sinh. Do học sinh này có một kỹ năng yếu hơn các kỹ năng còn lại, nên trung tâm đã bố trí giáo viên hướng dẫn thêm ngoài giờ. Một hình ảnh cho thấy sự quan tâm đảm bảo chất lượng đào tạo của các trung tâm ngoại ngữ hiện nay. Mình cũng đăng ký cho cháu học đến bây giờ là được 3 tháng rồi.
Về tiếng Anh của cháu thì nó khá lên tiến bộ lên rất nhiều. Và cháu cũng nói chuyện là học trên này thì tâm lý thoải mái mà cái điều kiện học nó rất tốt. Thực ra mình cũng tham khảo rồi, mình rất tin tưởng thì mới đăng ký. Vì nhiều khó khăn cả chủ quan và khách quan, nên mặc dù những năm qua môn tiếng Anh đã được đưa vào học tập ở tất cả các bậc học phổ thông, nhưng tỷ lệ học sinh đạt thành tích khá giỏi ở bộ môn này của Lào Cai còn khá khiêm tốn, thậm chí còn trở thành áp lực khiến không ít học sinh lo lắng, mất tự tin mỗi khi bước vào các kỳ thi, kết quả học tập vì vậy ngày càng giảm sút. Vì vậy, việc xuất hiện những trung tâm ngoại ngữ uy tín, sử dụng giáo viên là người bản ngữ, có môi trường và phương pháp dạy học chuyên nghiệp là cần thiết. Tôi biết hầu hết các bạn đến đây đều đã được học tiếng Anh và có nền tảng tiếng Anh khá tốt. Song có lẽ do vấn đề áp lực nào đó khiến các bạn căng thẳng. Nhiều bạn phát âm chưa chuẩn và nắm ngữ pháp cũng không chắc. Chính vì vậy mà chúng tôi có mặt ở đây để giúp các bạn tự tin hơn. Chúng tôi sẽ tạo cho các bạn cảm hứng khi học tiếng Anh. Và khi bạn có cảm hứng rồi thì học tiếng Anh sẽ không còn khó nữa. Thay vì coi tiếng Anh như một ngoại ngữ và cố gắng bắt chước âm điệu, cách phát âm như người bản địa, phương pháp đào tạo mới hướng học sinh tới việc trải nghiệm, học tập sáng tạo, kết hợp giữa ngôn ngữ, nghệ thuật và tư duy. Cái môi trường của chúng tôi là hoàn toàn không có trợ giảng. Như vậy là các em sẽ có một môi trường học tiếng Anh 100% là tiếng Anh, từ đó giúp các em phát huy khả năng tiếng Anh tốt nhất. Ngoài ra đến với trung tâm chúng tôi thì các em được đào tạo với cái giáo trình mà Anh ngữ do các chuyên gia người Mỹ biên soạn với 120 cái chủ đề quen thuộc với người châu Á, thì các em rất là gần gũi với các em, từ đó là các em tiếp thu rất nhanh và nhớ lâu. Ngoài nữa là đến với Technic thì các em được học trong một cái lớp học thông minh. Trong lớp học thông minh này thì chúng tôi tích hợp đầy đủ các trang thiết bị công nghệ hiện đại. Cái trang thiết bị công nghệ này sẽ giúp cho các em phát huy khả năng sáng tạo cũng như cái tư duy của mình. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn trong việc dạy và học ngoại ngữ hiện nay ở các cơ sở giáo dục công lập, thì việc xuất hiện thêm những trung tâm đào tạo ngoại ngữ chuyên nghiệp tại Lào Cai sẽ giúp các gia đình có thêm sự lựa chọn, thực hiện mong muốn con em mình sẽ tự tin hội nhập, trở thành những công dân toàn cầu. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.